Vinicius Jr., tôi muốn tạo nên lịch sử cùng Real Madrid. Siêu sao Vinicius Jr. của Real Madrid đang hướng đến mục tiêu tạo ra những thành tựu to lớn hơn ở mùa giải này, như cùng câu lạc bộ đoạt cú ăn ba và giành được quả bóng vàng 2024. Giấc mơ ăn ba và quả bóng vàng. Trò chuyện với đài CNN tại nhà riêng của mình ở Madrid, Vinicius tỏ ra lạc quan về triển vọng thành công của Real Madrid trong mùa giải này ở các mặt trận, khi câu lạc bộ chuẩn bị bảo vệ ngôi vương Champions League. Anh đặc biệt muốn cùng Real Madrid đoạt cú ăn ba gồm La Liga, cúp nhà vua và Champions League. Vini chia sẻ, đây là mục tiêu mà chúng tôi vẫn chưa chinh phục được. Ở Tây Ban Nha, chỉ có đại kình địch Barca làm được điều đó vào các năm 2009 và 2015. Tôi rất cay mũi khi nghĩ đến việc này, thế nên, tôi hy vọng năm nay, Real Madrid sẽ thành công. Chức vô địch Champions League thứ 16 cũng nằm trong mục tiêu đó. Champions League là chiếc cúp khó khăn nhất, tiếp theo là La Liga và cúp nhà vua. Sức nặng của Champions League rất lớn, vì đó là đấu trường Real luôn muốn giành chiến thắng và được cổ động viên yêu cầu phải chiến thắng. Bản lĩnh của chúng tôi đủ lớn để đáp ứng yêu cầu đó, Vinicius nói thêm. Ở Champions League 2023/24, Vinicius đã đóng góp 15 bàn thắng, trong đó có bàn thắng ở trận chung kết với Dortmund, qua đó giúp Real Madrid có chiến quả thứ 15. Anh tỏ ra rất hãnh diện, tôi luôn mơ ước được chơi cho Real Madrid, vì vậy tôi trân trọng từng khoảnh khắc ở đây. Mọi cầu thủ đều muốn cống hiến cho câu lạc bộ vĩ đại nhất hành tinh, sát cánh cùng những siêu sao hay nhất, ghi được những bàn thắng trong trận chung kết. Tôi mới 24 tuổi, và tôi muốn tiếp tục khoác áo Real Madrid và tạo nên những nấc thang lịch sử mới. Không phải ai cũng có cơ hội như thế. Vinicius đã kết thúc mùa 2023/24 với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Real Madrid, 24 bàn và 11 pha kiến tạo, dù đã vắng mặt trong 2 tháng vì chấn thương từ tháng 11 đến tháng 1. Không khó hiểu khi anh được coi là ứng viên lớn nhất cho danh hiệu quả bóng vàng 2024. Đối với Vinicius, giành quả bóng vàng sẽ đem lại cảm giác như bước chân lên con đường ánh sáng của những Mata, Ronaldo béo, Ronaldinho, Rivaldo và Kaká, những cầu thủ Brazil xuất chúng nhất thế giới. Tôi phải nói về Mata, nữ cầu thủ vĩ đại nhất môn thể thao vua. Tôi rất yêu mến Mata vì tôi tin rằng cô đã thay đổi môn thể thao này và đưa bóng đá nữ lên một tầm cao mới. Bóng đá nữ đang phát triển từng ngày và Mata là một trong những người hùng tiên phong. Mata ở đẳng cấp cứ 1 triệu người mới có một người. Còn ở bóng đá nam, tôi ngưỡng mộ Kaká, Ronaldo đều 2 lần giành quả bóng vàng, rồi còn cả những quả bóng vàng khác như Ronaldinho, Rivaldo. Tiết lộ điều này nhé, tôi rất thân với Ronaldo, và Ronaldinho và các đàn anh đều bảo rằng họ có linh cảm năm nay tôi sẽ ăn quả bóng vàng, Vinicius khoe. Thế hệ Galacticos mới rút Bellingham và Kylian Mbappe đã lần lượt gia nhập Real Madrid trong 2 năm qua, và đó cũng chính là những đối thủ của Vinicius trong cuộc đua giành quả bóng vàng, với kết quả sẽ được công bố vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, Vinicius vô cùng phấn khích khi có những đối thủ cạnh tranh như thế trong đội hình của Real Madrid. Giờ đây với sự xuất hiện của Mbappe, mọi người đều nói rằng Real Madrid đã trở nên bất khả chiến bại. Vinicius từ lâu đã ngưỡng mộ Mbappe, và giờ đây đã được sát cánh với nhà vô địch World Cup 2018. Anh thừa nhận rằng mình rất ấn tượng với phong cách chơi của chân sút người Pháp. Tôi thích phong cách của Mbappe, và rất phấn khích về những gì chúng tôi có thể làm trong suốt mùa giải. Anh ấy đến sau khi đã ghi rất nhiều bàn thắng và giành được rất nhiều danh hiệu. Mbappe đã đến câu lạc bộ mà anh ấy luôn mơ ước giống như mọi cầu thủ, Real Madrid. Nếu Chúa muốn, Mbappe sẽ có thể ghi nhiều bàn thắng cho Real như ở PSG và đội tuyển Pháp. Anh ấy có thể làm được nhiều hơn nữa tại câu lạc bộ này, Vinicius nói. Chính Vinicius đã kiến tạo cho bàn mở tỷ số mà Mbappe đã ghi ở trận ra mắt chính thức câu lạc bộ trong chiến thắng 2-0 tại siêu cúp châu Âu. Sau đó, Real Madrid đã bất ngờ trượt chân trước một chủ nhà Mallorca kiên cường trong trận mở màn La Liga hòa 1-1. Điều này cho thấy các ngôi sao tấn công của Real Madrid cần phải hòa nhập hơn nữa trước khi đạt được phong độ cao nhất. Ngoài ra, họ cũng gặp khó khăn trong hiệp 1 của trận tiếp Valladolid trước khi giành chiến thắng 3-0. Gần đây, có tin đồn rằng Vinicius được đề nghị mức giá hấp dẫn hơn 1 tỷ USD để chuyển đến Saudi Arabia. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil đã nói rõ với CNN về tương lai, tôi luôn chơi bóng để trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất, và mỗi ngày trôi qua tại Real Madrid, tôi lại cảm thấy tự tin hơn. Tôi đã giành được 2 chức vô địch Champions League, trong khi những người như Dani Carvajal đã giành được 6 chức cúp. Họ thúc đẩy chúng tôi mỗi ngày để vượt qua giới hạn bản thân và tôi mong muốn, cũng giành được thành tựu đáng kinh ngạc đó. Chúng tôi đã giành được 2 chức vô địch Champions League trong 3 mùa liên tiếp và điều đó thực sự khó khăn. Nhưng để duy trì ở cấp độ cao nhất,
Điều đó khó hơn nhiều, vì vậy tôi muốn duy trì ở đẳng cấp này, càng lâu càng tốt và có thể giành được nhiều chức vô địch Champions League như Carvajal, Luka Modric. Real Madrid có thể sẽ sở hữu một trong những đội bóng mạnh nhất trong thập kỷ tới, và bây giờ, thế hệ Galacticos này phải thể hiện trên sân phẩm chất ưu việt của mình. Chúng tôi sẽ sát cánh từng trận đấu và giành thêm nhiều danh hiệu cho câu lạc bộ, và cho chính mình, Vinicius Jr. kết luận.